Chào mừng bạn đã đến với kênh YouTube của La Academy by Chen Phong Group. Ở video này thì mình sẽ hướng dẫn cách để có thể sử dụng bảng quản lý vé trên Helpdesk ha. Thì đây sẽ chính là cái giao diện của một agent. Thì cái kết quả nó sẽ như thế nào? Thì đây, đây là một giao diện của một agent ha. Thì mình ví dụ là khi mà một cái người dùng đến với cái Helpdesk và một ticket được assign cho một cái người hỗ trợ đi. Đây thì các bạn sẽ nhận được một cái thông báo như này. Rồi ở đây thì mình sẽ giải đáp những cái thắc mắc của nhân sự ở trong cái đoạn chat này ha. Ví dụ như là rồi ví dụ như là một cái người ta hỏi một câu hỏi, sau đó mình sẽ trả lời. Rồi sau đó thì cái người này người ta sẽ cảm ơn chẳng hạn. Rồi khi đó thì mình sẽ có thể là kiểm tra thông tin của cái ticket này ở một nơi gọi là bảng vé. Đây thì ở đây nó sẽ có thông tin mô tả về cái người này ha. Thì đầu tiên là mô tả câu hỏi này. Thì trước khi mà mình đóng ticket đó thì mình sẽ vào đây để mà mình điền mô tả, ví dụ như là hỏi về tính năng A, B, C, X, Y, Z chẳng hạn. Rồi loại câu hỏi này thì liên quan đến category nào, ví dụ là liên quan đến hành chính nhân sự chẳng hạn. Rồi tiếp theo đó là cái ngôn ngữ thông tin, thì đây là các cái thông tin của người dùng này thôi ha. Tiếp theo là cái thời điểm mà ticket này được tạo, trạng thái đang xử lý. Rồi tiếp theo là mình sẽ có thể là để lại một số cái internal note chẳng hạn. Đây ví dụ mình để là note test. Sau đó thì sau khi mà giải đáp được xong câu hỏi này rồi á thì mình sẽ có thể là đóng được cái ticket này ha. Rồi mình đóng ticket đi. Rồi sau khi đóng ticket rồi thì người dùng sẽ có thể là vote từ phía họ. Còn ở cái giao diện agent á thì họ sẽ có thể vào trong cái ticket center này để xem được cái ticket vừa rồi. À, thì đây chính là cái thông tin ticket vừa rồi. Rồi cũng như là xem được các cái thông tin chi tiết ở bên trong này. Video này đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn like và đăng ký để cập nhật các video về lắc mới nhất ha.